Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Minh Số ạ. Vâng, trước tiên thì Zika Audio Minh Số thì cảm ơn tất cả những quý khách hàng thân yêu đã ủng hộ và cùng đồng hành với Zika Audio Minh Số suốt thời gian rất là dài. Và để Zika Audio Minh Số ngày một càng vững mạnh thì bên Zika Audio Minh Số có nhập về những cái dòng mới cao cấp. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến quý khách hàng một đôi sản phẩm súp. Gọi là thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường mà rất hiếm, đó là thương hiệu WeWood. Vâng đây ạ, thì đây là em đã bỏ sẵn một đôi ra, đây là hai mã khác nhau các bác nhá. Thì em đang test một mã, còn một mã tí em làm một video riêng. Đây là một cái dòng sản phẩm mà cực kỳ đẹp và chất lượng. Đây là dòng súp điện bát 30 mặt trước, gọi là cao cấp về dòng gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì cực kỳ là pro và là đẳng cấp luôn ạ. Vâng, thì em đang giới thiệu đến các bác là đây, bên tay phải em đây. Vâng, bên tay phải đây là một cái súp điện bát 30 mặt trước mang thương hiệu là WeWood, mã của nó là EB1018 ạ. Vâng, thì em đang test trực tiếp đấy ạ. Vâng, thì đầu tiên em giới thiệu chi tiết mặt trước của cái súp này là được bảo vệ bằng cái căng lụa lưới rất là mềm mại đấy ạ. Vâng, rất là mềm mại. Vâng, thương hiệu WeWood đấy ạ. Giới thiệu các bác đây là dòng cao cấp các bác nhá, cao cấp dùng cho gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Vâng, được bảo vệ bởi một cái khung bằng gỗ rất là chắc chắn ạ. Đây em mở ra cho các bác. Vâng, khung bằng gỗ cực kỳ dày dặn ạ, rất chắc chắn. Vâng, đây là cái mặt e căng đấy ạ. Đây là căng nhìn rất là tinh tế, sang chảnh. Các đường nét rất là sắc. Vâng, còn đây là phía trong cái mặt e căng đấy ạ. Vâng, được sở hữu một cái bát 30 bằng màng carbon đấy ạ. Vâng, cái súp đang đánh đấy các bác nhé, súp đang đánh trực tiếp đấy ạ. Vâng, được bo viền rất là khỏe khoắn đấy ạ. Nhìn các đường nét của nó rất là sắc nét. Đây là dòng cao cấp. Vâng, các bác nhìn các cạnh này, không một tì vết, không một vết nào ạ. Hàng chuẩn là dòng cao cấp cho các bác. Vâng, được làm bằng cái màu giả gỗ rất là đẹp, màu mã trầu đấy ạ. Nói chung là rất hợp với các mệnh mệnh mộc, mệnh thủy ý. Là rất hợp với nhiều mệnh. Vâng, thì đây là cái bát đang đánh đấy ạ, bát 30 mặt trước bằng gân cao su tinh khiết, rất là mềm mại đấy ạ. Vâng, rất là mềm. Vâng, súp đang đánh rất là ấm, rất là dễ chịu. Anh em quay ra phía cạnh đi ạ. Vâng, các bác nhìn các đường nét không? Chê vào đâu được ạ. Vâng, chiều sâu này 2 này 4 là 50 phân các bạn, 50 phân. Chiều này là 40 phân này, 40 phân. Đây là 40 phân, cao 40 phân ạ. Cao hơn 40 phân một tí. Vâng, em quay ra đằng sau cho các bác nhá. Vâng, thì về phía sau đi ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này được làm bằng cánh đàn nhiệt nhôm. Toàn bộ là bằng thép trắng hết ạ. Phía sau bằng thép trắng và cánh đàn nhiệt nhôm ạ. Rất là đặc biệt. Đây, chuẩn hàng nhà máy cho các bác. Vâng, đây là thương hiệu WeWood đấy ạ. Thương hiệu WeWood, mã là EB1018 đấy ạ. Vâng, đây là cái tem của nhà máy này. Sau khi mà đã vượt qua được cái công đoạn kiểm định rất là ngặt và đạt chuẩn thì có được dán tem QC. Và công suất là 250W ạ.
và chạy điện 220V và giải tần cực kỳ rộng. Vâng. Vâng, đặc biệt lỗ thông hơi phía sau đấy ạ. Vâng, hơi tối thì em quay ra bên kia có ánh đèn tí ạ. Vâng, thì bên này nó sáng hơn một tí thì em giới thiệu cho các bác. Hàng này được đặc biệt là nhìn cực kỳ chất lượng. Vâng, ở dưới này là lỗ thông hơi đấy ạ. Thông hơi phía dưới được làm rất là tinh tế đấy ạ. Vâng, các bác nhìn các cạnh của nó rất là sắc, rất là đẹp nhá. Rất là gọn ạ. Đây lỗ thông hơi đấy ạ. Vâng, đây mã là 1018 đấy ạ. Vâng, đây là dòng cao cấp dùng cho gia đình. Nhìn cực kỳ nghệ thuật. Rồi, bây giờ em tắt sút đi các bác nhá. Rồi, em tắt đi này. Vâng, cái giải âm nghe rất là khô đấy ẩm. Rồi, em đang kết nối với đẩy HK1000 này, các cơ gia KM11X này và Dura BOV đấy ẩm. Vâng, chúng ta quay trở lại cái sút ạ. Vâng, nhạc đang không có sút ạ. Các bác nghe được cái giải âm rất là khô. Em bật trầm lên này. Vâng, chất trầm dòng cao cấp này nghe rất là đặc biệt. Nó rất là quyện, nghe rất là quyến rũ ạ. Nó mềm, sâu, đặc biệt là rất là gọn. Nó không bị bẹt như các cái dòng rẻ tiền. Các bác nào nghe trầm rồi các bác biết là chất lượng trầm này là đánh giá ở tầm nào thì các bác sẽ đánh giá được. Vâng, tín hiệu thì em lấy từ đằng sau vang luôn ạ. Vâng, sút chỉ cần một đầu AV là chạy đấy ạ, vì nó sở hữu một bát. Đấy, nói chung là sút rất nhiều cách kết nối, đây cả bằng cầu đỏ đen hai level input đấy ạ, đều kết nối được ạ. Đấy, rất là dễ. Nhiều bác bảo là kết nối khó thì em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết vào. À, rất nhiều ở các clip rồi, đây là em giới thiệu sản phẩm mới bên em mới về để phục vụ các bác dịp Tết. Vâng, bây giờ em lại quay cái mặt phía trước ra để em và quý vị và các bạn cùng trải nghiệm tiếng trầm luôn nhé. Vâng, từ đây em đã lắp mặt đai căng vào rồi thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây các bác nhìn tổng thể luôn ạ. Và trầm đang được đánh tiếng rất là hay, rất là quyện nhạc ạ. Chất âm nhạc rất ấm, rất dễ chịu, nghe rất là xuống tai các bác nhé. Vâng, các bác đang xem kênh YouTube JK Audio Minh Số thì các bác chưa đăng ký hãy đăng ký kênh bên JK nhé. Vâng, các bác nhớ ấn chuông để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm của bên em về hàng ngày, kể cả những sản phẩm mới, những các bác khách hàng đã đặt hàng, bên em luôn luôn phục vụ các bác nhiệt tình ở mọi miền tổ quốc. Và các bác thấy hay, các bác hãy like và chia sẻ để giúp cho Audio Âm Thanh Số ngày càng vững mạnh và phát triển. Nhờ các bác đã quý khách hàng đã tin yêu và đã tin tưởng và đã đặt niềm tin vào bên JK Audio Âm Thanh Số thì các bác cứ yên tâm nhé, tất cả những sản phẩm bên em cung cấp ra thị trường toàn hàng chất lượng hết ạ. Vâng, thì sau cùng em chúc tất cả các bác quý khách hàng mọi miền tổ quốc thân yêu chuẩn bị đón năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng ạ. Vâng, chúc tất cả các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.